Tình cờ phát hiện con rắn lạ mắc ở chân, người đàn ông đăng lên mạng mới biết mình vừa thoát khỏi tay của tử thần. Theo chủ nhân đoạn video kể lại, khi anh đi làm đồng thì suýt giẫm phải một con rắn bò ngang chân. Thấy con rắn này có hình thù kỳ lạ, anh móc điện thoại ra quay lại rồi về nhà đăng lên TikTok. Tuy nhiên, sau khi đăng tải, rất nhiều cư dân mạng cho rằng đây không phải là con rắn bình thường. Đặc biệt, trong đó có một nhân vật nổi danh truyền bắt và chữa trị cho người bị rắn cắn. Người này tiết lộ đây chính là con rắn lục trung khánh cực độc mà ngay cả những người có kinh nghiệm như anh khi gặp nó còn phải lắc đầu. Vì vậy, gặp nó thì tốt nhất nên tránh xa để khỏi mang họa diệt thân. Được biết, rắn lục trung khánh dài khoảng 70cm, có màu nâu xám nhạt. Nơi sinh sống chủ yếu của loài rắn này là các khu rừng mưa, núi đá, vôi, vùng nhiệt đới. Chúng thường ẩn nấp trong các bụi cây. Nếu không cẩn thận trêu phải chúng, có thể sẽ phải bỏ mạng chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi đọc được những bình luận của cư dân mạng, người chủ video không khỏi rùng mình vì sinh vật mà anh tưởng chừng vô hại này lại nguy hiểm đến không ngờ. Và nếu như lúc đó anh lỡ chân giẫm phải nó, thì quá thực không dám tưởng tượng đến hậu quả. Hiện đoạn video trên vẫn thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có rất nhiều tranh cãi giữa việc liệu đây có thực sự là một con rắn lục trung khánh hay nó chỉ là sự nhầm lẫn với loài rắn hổ đất nâu có hoa văn khá giống, một loài rắn hoàn toàn vô hại. Các bạn nghĩ sao về sự việc này? Liệu con rắn ở trên có phải là con rắn lục trung khánh hay không? Hãy để lại bình luận cho Trùm Tin Bí Ẩn biết với nha!